được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện dài kỳ Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực duy trì tiếp bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 Mang tên U Minh Thoại Tà Quyền 4 tập 3 Thêm một đòn sát thủ. Sát thủ. Phương ca Người, người nói cái gì vậy Ta nghe không hiểu Đừng nói nhảm nữa được không Người như thế này làm cho ta cứ chút sợ đấy Cô gái nắm chặt váy Đôi mắt đỏ hoe Giống như là sắp khóc vậy Khóe miệng của cô ấy không ngừng lên xuống Đó là một biểu cảm xúc động Vô cùng sinh động tỏ ra rằng Mình cực kỳ oan ức Lời nói của tôi dường như Đã gây cho cô ta tổn thương về mặt tâm lý thấy cô ta run rẩy ánh mắt buồn bã thê lương lòng tôi vô cớ mềm nhũn lúc này tôi mới ý thức được mình đã bị ảnh hưởng vội dùng lý trí trục xuất mê hồn một giây sau tâm thần của tôi lấy lại ánh sáng thầm kêu lên một tiếng thật tuyệt vời tôi từ từ ngồi xuống và nhìn cô ấy với cảm hơi hếch lên khiến cô ấy hơi khó chịu phương ca ánh mắt của ngươi như thế này là có ý gì chứ Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta như vậy sao? Nước mắt cô trào ra, tôi lạnh lùng nói. Lưu Nguyệt, ngươi đã bị nhìn thấu rồi, cần gì phải giả bộ làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Những lời này rất là nghiêm túc, đối phương liền chấn động. Sau đó, ánh mắt cô ta đột nhiên thay đổi. Một giây trước còn đang khóc lóc, giây tiếp theo liền trở nên bình tĩnh, nước mắt bị âm khí xung động bốc hơi tốc độ thay đổi này nhanh đến chóng mặt ngay cả khi tôi đã chuẩn bị tinh thần vẫn phải kinh ngạc một phen ấy ra ngươi thực sự là nhìn ra được sao thực là lợi hại nha đừng nói ta chính là thích dạng người thông minh giống như ngươi giọng nói chuyển sang giọng nói của liễu nguyệt cô ta thản nhiên ngồi lại chỉ cách tôi khoảng chừng nửa mét Tôi không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn cô ta. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua miếng nước bao giờ sao? Đừng nói thân thể của Vương Tu Lan thật là xuất chúng. Tuy rằng dung mạo không bằng Khương Diễu, nhưng nếu xét về phương diện vận hành pháp lực, quả thực chính là trăm mạch đều thông, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với phế vật trăm mạch đều tắc nghẽn như là Khương Diễu. Vương Tu Lan là thiên tài thể chất, Khương Diễu là đồ vô dụng liễu nguyệt dùng gương mặt tu lan lầm bầm một hồi ánh mắt tôi liền chuyển, khương diễu không thể làm pháp sư thật sự tôi có chút kinh ngạc đương nhiên cô ấy không thể làm pháp sư rồi khương gia từ không đơn giản nếu như khương diễu có được thiên phú làm pháp sư thì đã sớm đem đi bồi dưỡng cùng những người cường đại trong gia tộc cần gì dựa vào pháp khí để mà bảo vệ bản thân liễu nguyệt nhàn nhạt đáp lại lòng tôi nghe vậy thì chấn động một phen. lời này của Lưu Nguyệt chẳng lẽ là nói Khương Gia kỳ thực cũng giống như Quảng Gia là thế gia pháp sư sao? nói như vậy thì Khương Gia hẳn là cường đại không thua kém gì Quảng Gia, thậm chí là cường đại hơn. tôi đối với Khương Gia càng ngày càng tò mò, muốn Lưu Nguyệt nói thêm. đáng tiếc cô ta lại chuyển đề tài. Phương Ngọc đệ, sau khi ta gặp ngươi, ta biết ngươi là người có tâm tư kín đáo và các thủ đoạn nhưng cho đến giờ ta mới hiểu ra rằng vẫn còn đánh giá thấp ngươi chuyện xảy ra trong học viện là thành quả mà ta tính toán cẩn thận mấy chục năm để tránh thiên địa trừng phạt thật vất vả mới chọn được ra ba con tốt để mà thực hiện kế hoạch thậm chí còn hy sinh cả thân mình chỉ vì thu hoạch thành quả ta làm tất cả chính là vì sau khi hoàn thành thu hoạch thành quả mà không bị nhân quả trừng phạt trong quá trình này Ta phát hiện thân thể của Vương tu Lan thực sự là quá tuyệt vời. Phù hợp nhất với những yêu cầu tôi đoạt xá. Hào vi hết sức lực cuối cùng của Lão Đại mới chiếm được thành công. Trấn áp âm hồn Vương tu Lan, lấy được quyền khống chế thân thể. Ta nghĩ mình đã làm rất hoàn hảo. Bất kể là ở khía cạnh nào, ta bắt trước rất là chân thật. Cho dù là cha mẹ cô ta ở trước mặt cũng khó phân biệt được thật giả. Phải biết rằng, sau khi trấn áp được âm hồn của cô ta, ta đã đọc ký ức của cô ta, căn bản không có sai sót. Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại chắc rằng ta là Liễu Nguyệt chứ không phải là Vương Tu Lan? Hơn nữa, cho dù ngươi thực sự xác nhận thân phận của ta, sao dám vạch trần tất cả những chuyện này trước mặt ta? Ngươi biết không, âm hồn của ta thực lực đã đạt đến một cảnh giới nhất định rồi. Cộng pháp khí bản mệnh gia trì, nghiền chết ngươi dễ như bóp nát một con gà vậy ngươi còn có tự tin cởi bỏ vào bọc của ta sao? Thật sự là ngoài dự liệu của ta rồi đấy. Liệu ngươi có thể cho ta một câu trả lời hợp lý những câu hỏi trên được không? Cô ta cười nhạt, ra vẻ rất tự tin rồi nói. Dù đã thừa nhận mọi chuyện, nhưng cô ta vẫn hành động như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Cô ta thực sự là người không có sợ hãi. Vũ lực tuyệt đối của cô ta hoàn toàn có thể tạo ra loại khí thế này tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi nói <laughs> liễu nguyệt tiền bối ngươi cùng Bạch kiên đã chết kia thực sự là một cặp trời sinh đều quá từ cao từ đại nụ cười của đối phương đông cứng trên mặt ai quan tâm cô ta có tức giận hay không lời nói của tôi càng ngày càng sắc bén hoàn hảo ngươi đang mơ sao trên đời này không có cái gì gọi là hoàn hảo 100% phần trăm Vương Tu Lan là ai? Ngươi có thực sự hiểu cô ta không? Đúng là cô ấy là một thiên tài và đúng là ngươi có thể đọc được trí nhớ của cô ấy. Nhưng trong phản ứng của mình với mọi việc, ngươi sao có thể làm hoàn hảo? Trước kết để ta nói cho ngươi biết vì sao ta lại nghi ngờ ngươi. Còn những lần ta gọi điện cho ngươi hỏi xem Lữ Nguyệt đi đâu không? Cô ta hơi hoang mang gật đầu. Có một sơ hở trong những điều mà ngươi đã nói với ta tôi cười cười nói sơ hở gì vậy liễu nguyệt càng lúc càng bối rối lúc đó ngươi nói với ta rằng liễu nguyệt ra hiệu có câu hồn sư giả triệu hoán sau đó ngươi liền thả tự do cho cô ta rời đi đúng không vậy thì sơ hở chỗ nào ngươi còn hỏi sơ hở chỗ nào sao chờ phải ngươi đã đọc ký ức của vương tô lan sao vậy thì ngươi nên biết tính tình của vương tô lan có một đặc điểm điểm này đã được thể hiện tinh tế trong sự kiện thôn hạnh thần vì sống trong hoàn cảnh nghèo nàn lạc hậu cho nên cô ấy rất coi trọng vật chất liễu nguyệt đã đưa ra điều kiện thủ lao cho vương tu lan trong sự cố đại học người không phải là không biết à là ta sơ suất đúng không vương tu lan nên cùng liễu nguyệt tìm trang sức châu báu rồi mới thả đi làm sao cô ta có thể để cho liễu nguyệt đi mà không có tiền không cần tiền là không thể nào phải không nhưng Phương Quy, lúc đó ta không đề cập việc đòi thù lao. Không có nghĩa là không đòi. Ngươi làm sao kết luận được là ta không đòi. Cảm xúc của Liễu Nguyệt bắt đầu trở nên khó đoán. Tôi cười lạnh một tiếng, ngữ khí trở nên bình thản trả lời. Đương nhiên là bởi vì ngữ khí. Kết hợp với hoàn cảnh, khi đó ngươi nói cái gì cũng rất bình tĩnh. Cân bản là hoàn toàn không nhớ đến tiền thù lao. Điều này không phù hợp với tâm lý của Vương Tu Lan. Ngoài ra thì đôi khi cô ấy thích khoe khoang, khoang với ta. Nếu cô ấy lấy được châu báu, có 80% khả năng cô ấy sẽ đắc ý mà nhắc đến nó với ta. Cũng sẽ có một câu, ý tứ rằng khi nào có điều kiện, mua cho cô ấy một phần lễ vật. Đây mới là những biểu hiện mà Vương Tu Lan nên có. Còn ngươi thì sao? <laughs> Trọng điểm ngươi nói đến chỉ là Liễu Nguyệt đi rồi, chưa từng tỏ ra biểu hiện nào thể hiện hứng thú với tiền tài. Nếu ngươi là Quảng Nhung coi tiền tài như cặn bã thì ngươi sẽ phù hợp hơn nhưng ngươi lại là vương tu lan vậy nên điều này quá không phù hợp tất nhiên điều này chỉ khiến ta sinh ra một chút nghi ngờ ban đầu dù sao cũng có thể là do vương tu lan không đề cập đến việc đòi thủ lao nhưng chỉ cần nghi ngờ xuất hiện vậy thì sự chú ý của ta sẽ đổ dồn vào ngươi vậy nên ta đã bắt đầu bí mật quan sát ngươi rồi sắc mặt của liễu nguyệt trở nên khó coi có lẽ cô ta không ngờ rằng Cô ta chỉ thản nhiên nói dối trong điện thoại, vậy mà liền bị tôi hoài nghi. Tôi khinh thường nhìn cô ta một cái, giọng tôi trở nên nghiêm túc. Sau khi nghi ngờ ngươi, ta liền sắp xếp lại toàn bộ sự việc, nghi vấn đối với ngươi ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi giết Ngô Vũ Lâm. Việc vòng bi bảy màu biến mất không thấy đâu, càng khiến cho lòng ta thêm bồn chồn. Pháp sư đều hiểu rằng, nếu pháp khí mất đi chủ nhân, nó sẽ chỉ lặng yên nằm đó, chứ không biến mất, không có tâm hơi như vậy. Pháp khí biến mất vào thời điểm Ngô Vũ Lâm vừa chết, rất có thể chủ nhân thực sự không phải là Ngô Vũ Lâm. Nói cách khác, chủ nhân thực sự của pháp khí vòng bi bảy màu này đang ẩn mình trong bóng tối và cô ta cũng chính là người điều khiển tình thế chủ đạo. Kết hợp với những nghi ngờ về ngươi và nhớ lại vị trí của ngươi lúc đó, nghi ngờ của ta đối với ngươi càng được phóng đại hơn. Sau đó thì như ngươi đã biết, ta đã triệu hồi quảng pháp có mặt lúc đó. Thông qua hồi ức của Nam Công ức, khóa chặt hướng đi của pháp khí, người liền không có chỗ trốn. Tiếp theo là thu thập chứng cứ. Thi thể của người vẫn còn đấy. xương thọ của các bạn học cũng chưa được trả về. Sau khi thu thập được những thông tin này, liền lộ ra là Lữ Nguyệt học tỷ. Bọn người quảng pháp cứ tưởng là đã hết rồi, nhưng ta lại không nghĩ vậy. Bởi vì trước đó ta cảm thấy thái độ của Vương Tu Lan khi nghe điện thoại có gì đó không ổn. Nghĩ đến việc ngươi truyền thụ cho ba quân cờ kia tà pháp, trong đầu ta liền chậm rãi hình thành một suy đoán. Ngươi, Liễu Nguyệt, hẳn là biết rất nhiều loại ma pháp thất truyền, ví dụ như là đoạt xá. Giả sử ngươi thực sự biết cách làm điều này, việc từ bỏ cơ thể ban đầu không đáng để cứu vãn, sử dụng bí thuật đoạt xá cơ thể của tân sinh viên để mà chống lại chẳng phải vô cùng hợp lý sao? mà ngươi sau khi bị phong ấn ở bùa phù lục, được Vương Tu Lan kêu mang, hơn nữa cô ta lại có cơ thể trời phú, vậy ngươi đem đoạt xá vào cơ thể, chẳng phải là cũng hợp tình hợp lý sao? Đến lúc này, ta chắc chắn 70% rằng ngươi đoạt xá vào cơ thể Vương Tu Lan. Tôi ngừng nói và lặng lẽ nhìn cô ta. Cô ta vẫy tay hoan hô rồi nói: "Tuyệt vời, tuyệt vời Phương Quy." Chẳng trách mà Vương Tu Lan, Quảng Nhung và Khương Diễu đều nhìn ngươi với con mắt khác. Ngươi thực sự không hề tầm thường chút nào. Bạn trai trước của ta không ai có thể so sánh được với ngươi. Tỷ tỷ đối với ngươi thực sự là có chút động tâm đấy nha. Tiếp tục, mới có 70% thôi. Ngươi không thể nào trực tiếp đoán ra như này được. Ít nhất cũng phải 90%. 20% đó cuối cùng xuất hiện như thế nào đây? Liễu Nguyệt cười nguy hiểm nói. Với khoảng cách gần như vậy, cô ta có thể giết tôi bất kỳ lúc nào chính vì thế mà ngay cả khi danh tính của thủ phạm được xác định cô ta vẫn có thể làm lá vọng buông cần tôi nhau mắt không thèm để ý đơn lời đe dọa của cô ta liễu nguyệt học tỷ người phạm phải sai lầm to rồi đấy người cũng dám coi thường vương tu lan sao? cô ấy là đệ tử của thất đường cầu, biết vô số bí thuật độc nhất vô nhị còn là mộng cảnh pháp sư Ngươi cho rằng muốn đọc ký ức của cô ấy là có thể đọc được sao? Ngươi dám nói không phải là mộng cảnh sao? Ngươi cũng biết, mỗi một môn phái đều coi trọng tâm pháp độc nhất của họ như thế nào. Đa số đệ đề tử đều phong ấn tâm pháp ở tầng sâu nhất của tâm thức. Loại mà ngươi có thể đọc ký ức cũng không thể thấy được. Cho nên nói, ngươi không thể học trộm được bí thuật của thất đường khẩu. Vì thế cho nên ngươi không hiểu được Vương Tu Lan đáng sợ cơ nào. Lúc ta nhắc tới trường cấp 2 của Vương Tu Lan, ngươi nhất định phải đọc đến hành vi của cô ấy ở trường cấp 2. Mà Vương Tu Lan ở trong bóng tối, dùng thủ đoạn tạo mộng cảnh, dựa theo cảnh tượng mà miêu tả, gửi cho ngươi một đoạn hành vi ở trường cấp 2. Biến thân cái gì, mũ giáp nhôm cái gì chứ? Đây đều là ký ức giả. Vương Tu Lan dựa theo lời ta nói mà đưa cho ngươi. Mà ngươi lại không hề hay biết đáp lại ta, Thật tình đây là do thuận miệng nói đến chuyện khi ở trường cấp 2 của ta. Vương Tu Lan lúc đó còn nhỏ, căn bản chưa hề trải qua những chuyện này. Khi đó ta liền hiểu, người chính là Vương Tu Lan giả. Còn linh hồn của Vương Tu Lan chỉ bị trấn áp chứ không hề bị tiêu diệt. Cô ấy tạo ra những ký ức giả này, cũng chính là đang muốn nhờ ta giúp đỡ. Nghe vậy, sắc mặt của Liễu Nguyệt thay đổi chóng mặt. Tôi nặn ra một nụ cười mỉa mai sổ nói. <laughs> ta đã nói rồi, người quá tự cao tự đại. Hãy nhớ cho kỹ, tự cao là một căn bệnh cần phải chữa trị. Ngươi không chỉ đánh giá thấp ta, mà còn đánh giá thấp Vương Tô Lan, cho nên ngươi không thể đeo nổi trước mặt nạ này đâu. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, từ cơ thể của Vương Tô Lan cút ra đây, ta thả ngươi rời đi. Chúng ta tính sổ với nhau sau. Nếu không thì Nếu không thì sao? Ta biết ngươi nhìn thấu ta, nhưng ngươi chỉ là một tiên tu luyện đạo hành thấp, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Phương Tu Lan có một thân hình xuất sắc như vậy, vạn người mới có một, lại đủ xinh đẹp, ta sao có thể từ bỏ được? Phương Quy à, quả thực là ta có động tâm với ngươi, nhưng ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ầm một tiếng, trên đầu Lã Nguyệt đột nhiên xuất hiện một vòng ma khí xoay tròn, đây chính là vòng bi bảy màu ngũ hành dương hỏa đang chạy quanh nó và mê hồn khúc từ trong sâu thẳm bắt đầu vang lên bên tai từng đạo ánh sáng của lục quan loan đao chéo vào nhau tỏa ra khắp nơi càng dễ dàng để nhìn thấy không gian xung quanh liên tục bị bóp méo đây là những chiêu thức tấn công và giết chóc đi kèm với pháp khí bảy màu một khi thi triển chắc chắn mình sẽ bị xé xác cho dù tôi cô gọi cả đám thành tượng ra thì cũng chỉ cùng nhau chết mà thôi Vũ lực áp chế tuyệt đối chắc chắn không phải tầm thường. Cấp bậc của tôi kém lưu Nguyệt quá xa. Để thoát khỏi trừng phạt tội nghiệp của nhân quả, cô ta đã ẩn nấp và lên kế hoạch cho mọi thứ. Nhưng lúc này, cô ta không cần phải che giấu gì. Khi thực lực được thể hiện ra, liền long trời lở đất. Giết 10 người như tôi quả thực, dễ như trở bàn tay vậy. Chỉ dựa vào pháp khí ma thuật này, nó đã phong tỏa 10 dặm xung quanh và tôi đều không thể trốn thoát được pháp khí lợi hại thật liễu nguyệt học tỷ xin hỏi đây là cái gì vậy tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn thứ đó và hỏi một câu khiến cho liễu nguyệt sững sốt ngươi không sợ sao còn có tâm tình để mà hỏi cái này ư tại sao không sợ ngươi thực sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi sao đôi lông mày của liễu nguyệt dựng đứng ngươi tự là phiền phức Nói cho ta biết đây là pháp khí gì đi. Tôi sốt ruột với vây tay hỏi. Liễu Nguyệt nghe vậy thì cũng ngẩn người. Ánh mắt của cô ta thay đổi, đè nén lửa giận, lạnh giọng rồi nói. Đây là pháp khí bản mệnh của bản đường chủ, Nhấn bảy màu ngự quỷ. Về phần hiệu quả thì không cần bình luận, ngươi tự mình trải nghiệm đi. Ta vốn dự đoán rằng ngươi là đường chủ, ngươi liền vui vẻ thừa nhận. Nhấn bảy màu ngự quỷ sau thú vị thật. Liễu Nguyệt học tỷ, ta sở dĩ khẳng định ngươi không dám giết ta là bởi vì Tôi quay đầu nhìn con đường đá vắng vẻ bên phải. Liễu Nguyệt nhìn qua lạnh giọng nói: "Ngươi làm gì vậy? Định giở trò điệu hồ ly sơn với ta sao? <laughs> ta không mắc lừa ngươi đâu." Đôi mắt cô ta chợt mở to. Mắt tôi cũng mở to như chuông đồng, bởi vì tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất bất ngờ. Không biết là âm thanh từ đâu truyền đến, ngay sau đó, có một con đại hắc miêu cụp đuôi, ngẩng cao đầu, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, giống như là không có ai ra gì, từ cuối con đường lát đá đi tới. Chỉ ba bước chân đã tới đối diện trước mặt tôi. Thu nhỏ lại một tấc. Đôi đồng tử của tôi đột nhiên co thắt lại như kim châm. Trong lòng tôi như có một cơn sóng lớn ập vào bờ. Tin nhắn của cậu lão bá hiện lên trước mặt tôi. Cho biết bản thân lão ta đang ở Tân Thành. Ủy thác cao nhân khác tới giúp tôi giải quyết chuyện khó. Nhưng tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người tới đây lại hóa ra là Đại Hắc Miêu mà tôi đã từng gặp qua trong quán mì Hùng Sa trong Lâm Hoa Mộ Viên. Đúng vậy. Đêm qua tôi đã dự đoán được mình không phải là đối thủ của Liễu Nguyệt, cho nên đã nhanh chóng liên lạc với cầu Lão Bá. Cái giá phải trả chính là đưa cho cầu Lão Bá 50 vạn, coi như là phí nhờ vả không ngờ mời đến một đại hắc miêu sao? Cái quỷ gì thế này? Tôi cảm ứng được hơi thở trên người đại hắc miêu, chỉ là dao động hơi thở của một con mèo bình thường. Nó có thể kiềm chế được hỏa lực của Lưu Nguyệt sao? Lưu Nguyệt là âm hồn mạnh. Còn có siêu cờ trùng và nhân ngư quỷ bảy màu trong tay, rốt cuộc thì cô ta mạnh bao nhiêu, tôi cũng không đoán ra được. Chỉ dựa vào một con đại hắc miêu như vậy có dễ không? Không chỉ có tôi kinh ngạc, Lưu Nguyệt càng kinh ngạc hơn mà hỏi. Khiến tôi càng kinh ngạc hơn là biểu hiện của cô ta. Cô ta hừ lạnh một cái, rồi lui ra ngoài thật xa. Đôi mắt dán chặt trên người Đại Hắc Miêu, hơi thở lại không ổn định, cơ thể run rẩy như một cái sàng. Tôi nhìn sự kinh ngạc, sụ mặt nhìn về phía cô ta, trầm giọng cười một tiếng rồi nói: <laughs> Lưu Nguyệt học tỷ. Không. Lưu Nguyệt đường chủ. Tuy rằng ta không biết ngươi làm thế nào để được lên làm đường chủ. Nhưng nếu đã được tôn làm đường chủ thì nhất định là gan dạ sáng suốt hơn người. Đường chủ đại nhân. Ngươi đây làm bị làm sao vậy? Sao lại sợ một con mèo chứ? Tôi thuận tay vuốt ve đỉnh đầu con mèo, giả vờ như là mới 13 tuổi. Đại Hắc Miêu quay đầu với tôi, kêu lên một tiếng, lông trên người cũng dựng đứng lên. Tay tôi dừng ở nửa chừng, trên trán toát mồ hôi lạnh, trong nhất thời cũng rất ngại ngùng. Giả vờ thất bại rồi sao? Thì ra là ngươi không thích người vút ve ngươi. Thôi bỏ đi vậy. Tự tìm cho mình một bậc thang, tôi thu tay lại nói. Đại Hắc Miêu kêu căng nhìn tôi mấy lần. Quay đầu nhìn về gương mặt khẩn trương của người bị Lưu Nguyệt đoạt xác so với tâm trạng thoải mái của tôi thì có thể thấy được rõ sự khẩn trương của Lưu Nguyệt. Trên mặt cô ta vừa xanh vừa trắng, trong ánh mắt đều là vẻ cảnh giác và hoài nghi. Đại khái là hai bên giằng co khoảng một phút, đột nhiên Lưu Nguyệt mở miệng nói: "Ngươi là ai vậy?" Đại Hắc Miêu trả lời bằng một tiếng kêu, tôi không hiểu ý là gì, tất nhiên Lưu Nguyệt cũng nghe không hiểu sắc mặt cô ta lại thay đổi, trầm giọng nói: "Tuy rằng người cho ta cảm giác rất nguy hiểm, nhưng lão nương cũng không phải là kẻ ăn chay. Quy tắc tu đạo, không có nguyên do không thể can thiệp vào tranh chấp của người khác. Ngươi lập tức rời đi đi. Chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng." Liễu Nguyệt cố gắng giữ sự bình tĩnh, đưa ra đề nghị. Đại Hắc Miêu lại thản nhiên đáp một tiếng, đột nhiên nâng móng vuốt trước lên chỉ tôi, Ngươi được hắn ta mời đến sau. Vậy là nói, ngươi phải chống lại ta sao? Một phen đối thoại, Liễu Nguyệt đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, tức giận đến khóe miệng run lên, quay đầu trừng mắt nhìn tôi một cái. Ngươi trả giá bao nhiêu để mời vị này đến? Cô ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rất nhiều, 50 vạn. Tôi thở dài, nhấc tay tỏ ý rất đau lòng nói. Liễu Nguyệt lảo đảo một cái, vẻ mặt không giam tin. Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Miêu, kêu lên một tiếng. "Ta cho ngươi 500 vạn, không, 1 ngàn vạn. Ngươi lập tức rời đi đi, ta quyết không nuốt lời." Tôi lập tức trừng mắt nhìn cô ta. Khi hai người Lữ Nguyệt và Hắc Miêu đang nhìn nhau, trong đầu tôi đánh một bản tính. 1 ngàn vạn sao? Mấy chữ này nhất thời làm tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Được thôi, Phí xuất hiện của tên này lại giá trị ngàn vạn. Dựa vào cái gì chứ? Nếu nó đáng giá như vậy, vì sao 50 vạn đã được mời nó đến rồi? Ta lại dựa vào cái gì đây? Đầu óc tôi dường như là biến thành keo dán, rõ ràng thế giới trước mặt cực kỳ rõ nét, nhưng tôi lại cảm giác không hiểu cái gì cả. Thế giới này quả thực là quá điên cuồng. Đại Hắc Miêu từ từ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Nguyệt. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh táo một chút. Trong lòng đều là một câu, cứu người quan trọng, chuyện khác tính sau. Sở dĩ phí nhiều công sức để bố trí tất cả mọi chuyện, mục đích không phải là để giết Lưu Nguyệt, đòi công đạo cho những người vô tội đã chết, mà là để cứu Vương Tu Lan. Mà kể cô ấy biến thành bộ dạng gì, cũng là thanh mai trúc mã cùng tôi lớn lên, cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với tôi mặc dù cô ta mưu kế chuyện tà ác ở thôn Hành Thần, nhưng nề tình cô ấy không có hại chết người. Tôi cũng không thể ngồi yên không màng được chuyện này. Cho nên lại nói, bảo vệ âm hồn của Vương Tu Lan không chịu tổn thương là chuyện gấp nhất. Về phần Lữ Nguyệt cả người đều là tội nhiệt, sau này lại tính sổ cũng không muộn. Chuyện thì cũng có chuyện gấp hay nhẹ, tôi chỉ có thể nhanh chóng làm chuyện gấp trước. Lữ Nguyệt học tỷ, hay là nói, ngươi lập tức rời khỏi cơ thể của Vương Tu Lan, ta sẽ thả ngươi tự do rời đi. Về chuyện của chúng ta thì sau này tính sau. Nếu ngươi đồng ý, hôm nay còn có thể giữ lại mấy phần thể diện. Nếu ngươi không đồng ý, nói không chừng chỉ có thể mời miêu đạo hữu ra tay mà thôi. Đến lúc đó, ngươi có thể hoàn chỉnh rời khỏi đây hay không thì ta cũng không chắc. Tôi ổn định tinh thần, nói ra những lời này. Liễu Nguyệt Hư lạnh một tiếng, âm trầm trừng mắt nhìn tôi một cái, quay đầu rằng co với Hắc Miêu. Trên đỉnh đầu của A à Ta, pháp khí bảy màu vẫn đang xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lưu Nguyệt thấy cơ thể của Vương Tu Lan hiếm có khó tìm, cho nên không muốn buông tay. Mặc kệ là người hay quỷ, nếu đã không khống chế được dục vọng của bản thân thì sẽ có loại đức hạnh này. Lưu Nguyệt không nhìn thấu được điểm này, trong lòng thì lợi ích chiếm thượng phong, tôi còn có thể nói được cái gì chứ? Miêu đạo hiểu, giao cho người đấy, tốt nhất đừng làm cho cơ thể này bị thương. Tiền tù hú dành tổ bên trong mới đáng chết. Ánh mắt của tôi trở nên tàn nhẫn. Nếu đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể động thủ mà thôi. Khi nhìn về phía hắc miêu, ánh mắt lại dịu dàng xuống. Tần lực khách sáo nếu không thì từ miêu đạo hữu này sao được nói ra chứ? Trước kia, nào giọng nghĩ đến một ngày bản thân còn phải khách sáo vì một con mèo. Thật sự là thế sự vô thường. Đại Hắc Miêu ôn hòa đáp lại một tiếng. Tôi nghe hiểu được ý của vị này. Nó nói là tự chăm sóc tốt cho mình đi. Lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, tôi yên lặng đi ra ngoài, rời khỏi nơi này thật xa nhường chỗ bị pháp khí giam cầm bày màu cho vị này. Tôi cũng muốn nhìn xem đại hắc miêu mà cầu lão bá tôn sùng vừa đi ra đã dọa chỗ Lưu Nguyệt run rẩy, rốt cuộc các bản lĩnh gì. Đại hắc miêu đi về phía trước một cách chậm chạp, nhưng cái đuôi từ đầu đến cuối vẫn luôn dựng đứng, giống như là cột cờ vậy. Ngươi đừng có đi qua đây, nếu đến gần thì ta sẽ không khách sáo đâu." Lưu Nguyệt đưa hai tay lên ngực, bộ dạng như là sắp bấm kết ấn lên tiếng đe dọa hắc miêu không để ý chút nào vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước căn bản không đặt pháp khí đã khởi động của liễu nguyệt vào mắt tôi đã nghe thấy tiếng hát ca sao nhưng hiển nhiên rơi xuống trên người hắc miêu thì một chút hiệu quả cũng không có liễu nguyệt nghiến răng trong miệng gầm lên một tiếng ngón tay cử động chỉ thấy trên pháp khí bài màu đột nhiên bắn ra vô số ánh sáng màu xanh lục. Với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được, điên cuồng bắn về hướng Hắc Miêu. Con ngươi của tôi chấn động một hồi. Người khác không nhìn thấy rõ, nhưng tôi mở âm dương nhãn ra, có thể trông thấy rõ mọi thứ. Đó chính là hàng vạn thanh đao màu xanh lục. Mỗi một đao đều chỉ dài khoảng 10 cm, nhưng lực cắt mạnh hơn. So với ngày đó gặp trong học viện, thì lợi hại hơn rất là nhiều Càng không nói đến số lượng Đây chỉ là mấy vạn đao Tôi tính một chút Nếu để cho thành tượng hỗ trợ Và sau khi sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần Khi đối mặt với loại công kích này Trong nháy mắt kết cục Sẽ bị cắt thành đống thịt nát Căn bản không thể chống lại được Dự đoán rất là đúng Tôi thực sự không phải là đối thủ của Liễu Nguyệt Sẽ bị giết trong nháy mắt một trong những nguyên nhân mà cô ta không động sát tâm với tôi. Nếu không thì cái mạng nhỏ này của tôi khó mà giữ được. Trong lòng nghĩ mà cảm thấy sợ không thôi. Tiếp theo, trái tim của tôi đã lỡ nhịp. Nhìn thấy cảnh tượng mà đời này tôi không bao giờ quên được. Hắc Miêu đối mặt với hàng vạn thanh đao màu xanh lục thì không có động tác gì cả. Nó vẫn lười biếng đi về phía trước. Nhưng quỷ dị là mấy vạn thanh đao kia cứ như là chém vào một cái bóng trong suốt, không có một đạo nào chém vào cơ thể của nó cả. Trong âm dương nhãn, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Trong một tấc vuông, vô số tàn ảnh chồng lên nhau. Trong đó đều là tàn ảnh của Hắc Miêu. Nó tránh né mấy vạn lần, mỗi một lần đều là tránh được chiêu hiểm của thanh đao màu xanh lục. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên hình như nó chưa từng rời khỏi vị trí cũ nhưng tôi lại thấy được rõ ràng. Cũng biết được những gì nó làm ra tại thời điểm này. Cực nhanh, khó mà tin được với tốc độ siêu nhanh này. Cái gì gọi là võ công thiên hạ vô địch? Còn hắc miêu này đã minh họa chân lý đó. Những thanh đao màu xanh lục lại tiếp tục chém tới, nhưng kết quả vẫn vậy. Mặc kệ là nó xông tới chém giết bao nhiêu lần, cũng không lần nào chém trúng hắc miêu, càng không ngăn được bước chân chậm rãi tới gần của nó không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai? Liễu Nguyệt ở phía đối diện thực sự đã bị dọa sợ. Tôi còn nhìn thấy được gió cảnh này, sao cô ta có thể không thấy gió được? Tròng mắt cô ta gần như là rớt ra ngoài. Bím tóc lớn được tết cẩn thận, thoáng cái đã nổ tung. Mái tóc cô ta như là những con rắn đen bay múa ở phía sau. Ánh mắt cô ta biến thành màu đỏ thẫm, chớp ra sự ngoan độc. Ngũ hành dương hòa, đánh. Một tiếng vang lên, một ngọn lửa nóng bay lên trời, rồi đột nhiên bốc cháy, tập trung vào trong, sau đó bao phủ rơi xuống người Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu này đột nhiên mở miệng. Tôi và Liễu Nguyệt há hốc mồm nhìn chăm chú vào ngọn lửa dương hòa. Nó như chim nhỏ bay về phía tổ, mà chui vào miệng Hắc Miêu, sau đó tan tành trong nháy mắt. Hắc Miêu chỉ ở ra một tiếng hai mắt hiếp lại rất thoải mái liễu nguyệt chạy về phía sau mấy chục bước trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng cùng sợ hãi cô ta há mồm phun ra một mũi tên máu sắc mặt chuyển sang màu xanh tím hắc miêu mạnh mẽ phá bỏ đại thuật hòa xương công do vòng bi bày màu phóng ra việc này sẽ khiến cho liễu nguyệt bị phản vệ nghiêm trọng lúc này cô ta hiểu rõ những con mãnh quỷ trong pháp khí kia, kia mà tả ra đều sẽ phải chết cho nên Lưu Nguyệt không dùng mãnh quỷ để mà đối phó với Hắc Miêu. Mẹ kiếp, ta cũng không tin ngươi lại mạnh như vậy. Không gian vặn vẹo, sẽ nát nó đi. Một tiếng ong vang lên. Vòng bi bảy màu phóng ra, sau đó không gian xung quanh Hắc Miêu vặn vẹo, giống như là bánh quay trèo, xoay rồi lại xoay. Tôi nhìn mà hàn khí trong người bốc lên từng trận. Trong lòng tôi hiểu rõ, Giờ phút này lượng vặn vẹo của không gian kia có thể nghiền nát cả một trăm người như tôi. Rất chi là khủng bố. Thứ này ở trong tay của Ngô Vũ Lâm chỉ phát huy được một chút sức mạnh. Nhưng trong tay của Liễu Nguyệt thì lại lộ ra hết được uy năng. Với năng lực này, khó trách cô ta có thể đảm nhiệm được vị trí đường chủ. Trình độ nguy hiểm của Liễu Nguyệt lại tăng lên một bậc. Tôi cảm thấy chấn động. Hắc Miêu phát ra một âm thanh nghe khá giống là con người, giống như một người đàn ông trung niên uy nghiêm đang hửa lạnh vậy. Trên cao, đột nhiên phi ra một cái móng vuốt lớn, to chừng 3 trượng, còn có lông xù, phía trên toàn là lông màu đen. Cơ thể tôi run rẩy. Âm Dương Nhãn có thể nhìn xuyên thấu qua không gian vạn vẹo, nhìn thấy miêu nâng cao móng vuốt. Ở trên cao cũng xuất hiện một cái móng vuốt khổng lồ tương tự như vậy. Chân mèo khổng lồ này có năng lượng mô phỏng. Xung quanh nó giới lên một ngọn lửa mạnh mẽ, mang theo tiếng gió sấm, đỏ mắt một cái đã rơi xuống trên không gian vạn vẹo. Tia sáng và lửa nổ tung lên, không gian vạn vẹo bị đập nát. Một lực mạnh gấp 10 lần. Hắc Miêu dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ trường lực đang vặn vẹo của không gian kia. Câu hỏi đặt ra là, lực lượng này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Đây còn chưa phải là tất cả đấy. Khi còn ở trong sự kiện của học viện, chúng tôi cũng từng nghiên cứu. Nói là phá bỏ huyền thuật vần vẹo không gian, cách làm trực tiếp nhất là dùng lực để phá. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Ai ngờ hôm nay lại được tận mắt trông thấy một màn bạo liệt như vậy. Đúng là tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lữ Nguyệt trực tiếp bay ngược ra mấy trăm mét hung hăng mà đập vào một tảng đá. Biến con đường đá thành một cái hố lớn. Pháp khí bảy màu cũng ngầm đạm lại. Vô lực mà rơi vào trong hố. Đợi đến khi bụi đất rơi xuống, tôi vọt qua trước tiên. Chỉ thấy Lưu Nguyệt bò từ trong hố ra, Trên người toàn là máu và bồn, tay phải nắm chặt lấy pháp khí bảy màu. Một con siêu cờ trùng đột nhiên xuất hiện. Giác cút của nó sắc bén như thép, xa xa nhắm vào Hắc Miêu, chuẩn bị tấn công nó nhưng Hắc Miêu không thèm để siêu cửa trùng trong mắt mắt mèo đột nhiên chớp động hồng quang xem ra là muốn dùng một chiêu để mà giết chết siêu cửa trùng cả người Lữ Nguyệt đều chấn động một phen ngay sau đó cô ta giơ tay lên thu siêu cửa trùng trở về rõ ràng cô ta biết được nếu như tiếp tục siêu cửa trùng sẽ bị tiêu diệt cô ta khó khăn xoay người nằm hình chữ đại trên mép hố quay đầu lướt mắt nhìn tôi yếu ớt rồi nói lúc trước Ngươi nói mấy lời đó, giờ còn có tác dụng không? Hắc Miêu đến gần, nghe Lưu Nguyệt nói vậy, nó dừng lại, quay đầu nhìn về phía tôi. Nếu không tính, người định sai như thế nào? Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ta, trái tim khách nhảy lên một cái. Vậy thì ta chỉ có thể kéo vương tu lan chết cùng thôi. Có cô nương xinh đẹp như vậy thôn cùng ta, ta chết cũng xem như là đáng giá đi. Lưu Nguyệt cười thầm, ánh mắt lập tức trở nên ngoan độc. Cô ta đặt một tay lên cổ, chỉ cần dùng sức là có thể cắt đứt yết hầu, cũng có thể chấn nát thần nồn bên trong của Tu Lan. Xem như là ngươi lợi hại đi, mấy lời lúc trước vẫn được tính. Ngươi ra khỏi cơ thể của Tu Lan đi, mau cút khỏi nơi này. Trong lòng tôi tràn đầy giận dữ. Mặc dù Hắc Miêu đã dùng vũ lực chấn phục, nhưng Vương Tu Lan lại ở trong tay kẻ địch đó chính là con tin. Tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Được rồi, đại trưởng phu nói được làm được. Ta tin ngươi sẽ không vi phạm lời hứa. Rút lời, âm hồn của Liễu Nguyệt chui ra khỏi đỉnh đầu của Vương Tu Lan. Cô ta nắm lấy pháp khí vòng bi bảy màu kia, bay về phía sau. Hắc Miêu nghiêng đầu hỏi thăm tôi. Hắc Miêu nghiêng đầu dò hỏi. Tôi lắc đầu trầm giọng nói. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, để cô ta đi đi. Hắc Miêu vẫy vẫy đuôi, tàn lực giam cầm ra. Phương Cả, người thả cô ta đi rồi, sau khi pháp lực của cô ta khôi phục sẽ quay lại báo thù đấy. Đến khi đó chúng ta đều phải chết. Vương Tu Lan đang nằm ở đó, đột nhiên mở mắt, vội vàng lên tiếng. Mà ở phía xa, liễu Nguyệt đã đi xa mấy trăm mét rồi, đột nhiên dừng lại. Cô ta lạnh lùng nhìn về phía bên này, Tôi nhíu mày, không cần Tu Lan nhắc nhở, tôi cũng biết hậu quả sẽ như vậy. Nhưng là một nam tử hán đại trượng phu, lời đã nói ra như đinh đóng cột, làm gì có chuyện thay đổi được chứ? Vậy thì là số mệnh, nhưng giờ phút này ta không thể đuổi giết cô ta được. Hôm nay ta bỏ qua đi. Sau này giờ vào bản lĩnh. Nghe thấy tôi trả lời như vậy, Vương Tu Lan tức giận chửi tôi một tiếng cổ hủ. Lữ Nguyệt sâu kiến nhìn tôi, đột nhiên mở miệng phương quy xem ra ngươi đúng là người giữ lời hứa cũng được bà nội chủ không phải người vô tâm hôm nay chúng ta kết thù nhưng trong vòng hai năm bà nội chủ sẽ không báo thù các ngươi hai năm sau chúng ta dựa vào bản lĩnh đi ta không tin lúc nào ngươi cũng có cao thủ bảo vệ cô ta nhìn thấy hắc miêu không nhúc nhích gì trong mắt hiện lên thù hận cắn răng nói xong những lời này tôi ngược lại cảm thấy sửng sốt không ngờ tôi lại nói ra như vậy ta lúc nào cũng chờ có giỏi cứ đến người hại chết nhiều người như vậy sớm một gì ta cũng phải tay họ đòi lại món nợ máu này giọng nói của tôi trở nên tàn nhẫn phải không, phải không? còn phải xem, phải xem người, ngươi có bản, có bản lĩnh hay không lĩnh đã, đã. liễu nguyệt cười điên cuồng âm phong nổi lên bốn phía nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi "Ây da, người thảo về rừng sao? Đúng là hầu hoạn vô cùng." Vương Tu Lan nửa ngồi dậy, vừa ho ra máu vừa oán hận nói. Hắc Miêu kêu lớn một tiếng, không đợi tôi nói chuyện đã xoay người bỏ đi. Cùng tiến Miêu đạo hữu, tôi dựa theo lễ tiết sang hồ, ôm quyền chắp tay nhìn theo đối phương. Đa Tạ đạo hữu đã cứu viện, Tu Lan sẽ ghi nhớ trong lòng. Tú Lan chỉ ngồi ở đó không dậy nổi, vội vàng nói chuyện. Mà người đó cũng không để ý đến chúng tôi, nhảy vài cái rồi biến mất ở góc tường. Lá cây rụng xuống, xung quanh khôi phục lại vẻ bình thường, giống như là chưa bao giờ có một mèo quỷ dị như vậy từng tới. Sau khi kinh ngạc một hồi, tôi thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía Vương Tu Lan. Cô ta nhìn chằm chằm tôi, mà dưới góc nhìn của tôi, cô ta đỏ mặt rồi nhẹ giọng nói: Phương ca Đã tạ ơn cứu mạng của ngươi Ta Tôi khoát khoát tay Ý bảo cô ấy không cần phải nói nhiều Vương Tu Lan à Ta và ngươi lớn lên với nhau từ nhỏ Cho dù thế nào đi chăng nữa Chỉ cần ngươi không làm ra chuyện ác Tới nỗi không thể tha thứ được Ta cũng không có lý do gì Mà thế chết không cứu Nói đi cũng phải nói lại Không dưng gì kêu ngươi Với loại ma đầu như lễ nguyệt nếu không sớm bắt, sau này sẽ trở thành đại họa. Nếu như không ai nhìn thấy quỷ kế của cô ta, sau đó cô ta lấy thân phận của ngươi, lúc nào cũng có thể cho ta một kích chí mạng. Cho nên, cứu ngươi chỉ là một nửa mục đích. Nửa còn lại, xem như là ta tự cứu chính mình đi. Cũng không muốn có một ác ma khủng bố như vậy ẩn nấp bên người mình, thực là quá kinh khủng. Nghe thấy tôi nói vậy, Vương Tu Lan cũng không khách khí. Phương ca, tóm lại ta nợ ngươi một ân tình, nếu ta lấy thân báo đáp, Người có tiếp nhận không? Khóe miệng cô ấy xuất hiện một nụ cười trêu chọc. Tôi giật mình sợ hãi, liên tục xua tay. Ừ, quá lời rồi, quá lời rồi. Bây giờ cũng không phải thời cổ đại, không cần phải cực đoan như vậy đâu. Vương Tu Lan u ám nhìn tôi, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Tôi vội vàng chuyển chủ đề. Ngươi là người thông minh như vậy, Tại sao lại bị Lưu Nguyệt đoạt xác chứ? Tôi hơi khó hiểu hỏi. Hồ còn có lúc ngủ gật. Tuy ta thông minh nhưng cũng không thể đoán được. Lá bùa kia không phong ấn được oan hồn đấy. Mà phong ấn chớp mắt đã bị phá. Cô ta thừa dịp ta đang ngồi thiền, giữ vững tinh thần thì xâm nhập vào. Không bị cô ta tiêu diệt hồn phách ngay tại chỗ, đã là may mắn lắm rồi đấy. Nói thật ta bắt đầu sợ hãi. Nếu Phương Cao không phát hiện ra dị thường, thời gian kéo dài, ta cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Một khi hồn phách bị cô ta bào mòn, vậy thực sự ta sẽ phải chết, thực là nguy hiểm quá đi. Vương Tu Lan khẽ cảm thán. Xâm gia mạng của ngươi vẫn còn rất dài. Tôi cười cười sau đó ngưng giọng nói. Lữ Nguyệt nói chuyện vẫn có chút đáng tin. Trong vòng 2 năm cô ta sẽ không xuất hiện. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này, không nên đem chuyện này, nói cho đám người Nam Cung ước biết. Khi đến thời gian, ta sẽ nhắc nhở để mà tránh cành mẹ đẩy cành con. Mọi chuyện cứ nghe theo phương ca. Vương Tu Lan đáp ứng rất sảng khoái. Chúng tôi tăn gẫu thêm vài câu, sau đó chia tay. Tôi trở về biệt thự của Khương Gia để mà tiếp tục dưỡng thương. Trong lòng tôi hiểu rõ Lưu Nguyệt nhất định sẽ quay trở lại. Cô ta cũng không phải là người sẽ cam nguyện chịu thiệt tu dưỡng một tuần trong biệt thự nhỏ của khương gia, trong khi nhàn rỗi không có việc gì làm, trang phụ lục thứ hai của mao sơn quỷ môn đã mở khóa. có sáu loại bùa mới, trong vòng một tuần tôi chỉ nắm giữ được một trong số đó, nhưng đạo phù chu này mạnh hơn so với những loại của trang đầu, cho nên phương diện này tôi cũng tiến bộ không nhỏ. lịch trình cho công pháp khinh thân cũng đã có, trong vòng một tuần đạt tới tiểu thành. Trước mắt tốc độ của tôi còn nhanh gấp đôi so với trước, nhưng còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ thời gian gia tăng tốc độ mới được. Vết thương đã khỏi hẳn, tôi cảm ơn quản gia và nữ giúp việc trong biệt thự, rồi mang theo túi sách trở về học viện. Đầy cửa phòng ngủ, Tiểu Đao xẹo và mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, liếc mắt thấy tôi đến, bọn họ vô cùng vui vẻ và vây quanh. Sau khi Hàn Huyên với đám huynh đệ này, tôi ôm lấy con chó thanh sơn đang quấn quýt bên chân tiện tay nhét nó vào trong túi áo tìm cớ rồi rời khỏi phòng đến bên rừng cây nhỏ phía sau học viện tôi tìm một nơi yên tĩnh không có người ở rồi thả ra con chó thanh sơn tôi ngồi trên bãi cỏ ngắm nghĩa con chó thanh sơn người đông người tây trong bụi cỏ bỗng nhiên tôi bèn hỏi ngươi là ai vậy lỗ tai của con chó thanh sơn dựng thẳng lên sau đó nó thả lỏng giống như là không nghe thấy gì mà tiếp tục chơi đùa ngươi không định thẳng thắn với ta đúng không nào tôi lại kéo nó lại con chó thanh sơn kêu lên tỏ vẻ kháng cự tôi chỉ có thể buông cánh tay đang ôm lấy nó ra nhìn cái đuôi nhỏ của nó đang lắc lư tôi chạm vào mũi nó rồi ngưng giọng nói thôi bỏ đi ngươi không muốn nói ta cũng không ép nhưng mà sau này nếu gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. đó là siêu cửa trùng, không phải là thức ăn cho chó. nuốt vào thì dễ, tiêu hóa lại rất khó. nếu nó xuyên thủng bụng ngươi, ngươi sẽ xong đời đấy. mày kiếp, cái quái gì vậy chứ? tộc gai tôi đột nhiên dựng thẳng lên, bởi vì con chó thanh sơn không kiên nhẫn mở miệng. siêu cửa trùng ong ong bay ra khỏi miệng nó. tôi hô lên một tiếng, muốn quay lại phía sau nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của con chó thanh sơn thì tôi lại dừng lại sừng sốt tới nỗi không nhúc nhích được sau tiếng vang nhẹ siêu cửa trùng rơi xuống trước mặt tôi sau đó bất động ở đó cả người tôi nổi da gà nhưng có một suy nghĩ khác không tưởng tượng nổi hiện ra trong đầu tôi thanh sơn à ngươi không chết được nó không ngữ điều của tôi cũng đã run lên Thanh Sơn như hiểu được tôi nói gì. Sau khi trả lời tôi, nó lại mở miệng ra, cửa trùng mở cánh, bay trở lại trong miệng Thanh Sơn. Ngươi để cho nó đâm thủng cái cây này đi. Tôi chừng mắt, chỉ vào một cái cây đại thụ có bán kính hơn nửa mét bên cạnh. Con Thanh Sơn vui vẻ mở miệng ra rồi gâu một tiếng. Siêu cửa trùng được thả ra ngoài. Chờ tôi tập trung nhìn xong, màu nóng cũng sôi trào. Cây đại thụ đã có thêm một lỗ thủng xuyên từ trước ra sau lỗ thùng chỉ to như nắm tay trẻ con nhưng lực xuyên thùng lại mạnh tới nỗi dọa chết người tảng đá thì sao người có xuyên thùng được không tôi chỉ vào tảng đá lớn cách đó khoảng 7-8 mét chiều rộng của nó ít nhất cũng phải 1 mét chỉ nghe dầm một tiếng trên tảng đá xuất hiện một lỗ thùng trời đất cách quái gì vậy chứ tôi thôi vậy thì sốc đến nỗi nhảy dựng lên. con thanh sơn thật sự đã khống chế được siêu cửa trùng, mà thứ kia đây bị con thanh sơn khống chế, sai đâu đánh đó. mà thanh sơn lại là người nhà, nó nguyện ý nghe lời tôi, tương đương với việc tôi có thể khống chế một con siêu cửa trùng đã tiến hóa hoàn toàn. tôi có thể lợi dụng nó để chiến đấu với kẻ địch, như hàng đầu sư mặt nạ quỷ xanh. trong lúc vô tình, thực lực của tôi cũng tăng lên theo. Tôi lay chuông pháp khí sư cổ của con Đanh Sơn một chút, ý bảo nó mau chóng cất siêu cửa trùng lại. Sau đó nghiêm túc nói với nó: "Siêu cửa trùng là vật cấm kỵ trên con đường tu hành, một khi bị phát hiện sẽ si bị đuổi giết, cho nên sau này không được để lộ thứ này trước mặt người khác. Khi nào thật sự cần, phải hỏi ý ta có hiểu không? Nếu không thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ pháp sư chính đạo. Vậy thì sẽ rất thảm đấy." ánh mắt của thanh sơn có chút bối rối nhưng vẫn gâu gâu vài tiếng tỏ vẻ đã hiểu cuối cùng tôi cũng yên lòng thanh sơn không phải là một con chó bình thường hành động của nó đều có ý nghĩa tôi tin nó có thể xử lý được siêu cửa trùng mặc dù sau này bất đắc sĩ cũng phải dùng đến thứ này nhưng phải bảo đảm đây là bí mật không ai biết được thứ này thực sự vô cùng hung ác dùng người vô tội để mà tế luyện ra nhưng người mang phần tội nghiệp này lại chính là Bạch Hiên. Dơ vào tay tôi đã không còn nhân quả. Tôi cũng không thể vì quy củ cổ hủ của đạo gia mà hủy diệt vật này, hoặc khiến cho cái gọi là danh môn chính phái để nhận thưởng. Bí thuật của ma Sơn Quỷ môn có nói, pháp trên đời này vốn không phân biệt chính tà. Dùng chính thì là chính, ngược thì là tà. Còn phải xem tâm tính của người sử dụng nữa. Siêu cửa trùng nếu ở trong tay tôi mà có thể chạm yêu trừ ma, diệt sát tà ác, vậy thì đó là chính. Không bị sáu điều cứng ngắc ước thúc. Tôi lén lút cho rằng tam quan của quỷ môn mới chính xác. Đạo dựa vào pháp thuật của môn phái mà phân biệt được chính tà, quá không công bằng. Pháp sư tà ác ẩn nấp trong danh môn chính phái rất là nhiều, mà trong phái tà đạo cũng không ít người hành hiệp trượng nghĩa. Dùng tính chất của người sử dụng pháp thuật để mà phán đoán mới là điều đúng đắn. Để Thanh Sơn chơi đùa trong bụi cỏ, tôi dựa người vào tảng đá lớn phía sau, nhắm mắt lại nghĩ tới những chuyện khác. Sự kiện ở học viện xem như là cũng đã trôi qua rồi. Hàng đầu sư và Liễu Nguyệt đã trốn thoát. Liễu Nguyệt thoát được bởi vì tôi đã giữ lời hứa tự lui việc báo thù về sau khoảng 2 năm. Nhưng hàng đầu sư mặt nạ quỷ xanh sẽ không như vậy ngày đó trong Ly Sơn, tôi đã lừa gạt gã ta một phen. Gã ta đã không thể dụng trạng thái phi hành trên đầu lâu mà đánh nhau với linh vị của Ly Sơn, chịu thiệt là điều hiển nhiên. ở trong sự kiện của học viện, tôi đã mạnh mẽ phá vỡ ba lần mộng hàng của hàng đầu sư. âm mồn của hắn ta cũng bị tổn thương nghiêm trọng. có vẻ trong vòng ba năm, hắn ta cũng không thể tự mình hồi phục lại được. nhưng nếu thực sự sau lưng hắn có cao nhân vậy dưới sự trợ giúp của người này trong vòng một năm thương thế của Ta cũng sẽ khôi phục lại tức là lúc nào tôi cũng phải đề phòng hàng đầu sư trả thù tên này vừa là phi đầu sáng vừa thu hoạch xương thọ của mộng hàng đạo đức làm gì có điểm mấu chốt không mất được Ta, tôi luôn cảm thấy thấp thỏm không chừng tương lai sẽ vì chuyện này mà phát ra những gợn sóng gì chăng nhưng chuyện đã đến nước này chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Con chó Thanh Sơn có bí mật của mình, rất có thể nó có huyết mạch của thần thú thượng cổ, nhưng tôi lại không có cách để mà chứng minh điều đó. Cũng may nó thu phục được siêu cờ trùng, tôi cũng coi như là thêm trợ lực. Được như vậy, đã như vậy, cứ giả vờ như không biết gì. Thanh Sơn rốt cuộc có bản lĩnh gì đây? Sau này cũng sẽ có cơ hội để mà trải nghiệm nó sẽ không làm hại tôi, vậy thì cần gì phải lo lắng. Vấn đề tiền bạc hiện tại rất là khan hiếm, chỉ có hơn 10 vạn là có thể dùng, mà tôi là một pháp sư, phải nghĩ cách để mà thăng hạng, bằng không với chút thực lực này cũng không là gì. Nếu không phải do Thanh Sơn nuốt siêu cổ trùng, kết cục hiện tại sợ là tôi đã xanh cỏ rồi. Tôi không muốn trải qua khốn cảnh như vậy một lần nữa. Thăng cấp cho bản thân mình mới là chuyện quan trọng nhất, phải sớm hoàn thành thuật khinh công nữa, tốc độ phải nhanh, thực lực tự khắc sẽ cao lên. Những chuyện này có thể thu xếp sau, trước mắt có hai chuyện cấp bách. Đầu tiên là lời hứa với bốn con quỷ nhà thành tượng. Tôi nói rồi, chờ nguy cơ ở học viện qua đi, tôi sẽ bắt tay vào việc giải trừ oán niệm của nhà thành tượng. Lời hứa này phải được thực hiện. Tiếp theo là vấn đề của anh trai tự thưởng, từ thụ không hiểu sao tôi lại đi vào trong người của tử thụ mấy năm về trước trong đó tất nhiên phải có một loại liên hệ mà tôi không hiểu được nói cách khác tôi có nhân quả với tử thụ vậy thì giải quyết một lần cho xong đi bây giờ việc cần làm là xem nên làm chuyện nào đầu tiên đây trầm ngâm một hồi tôi cũng không đưa ra được sự lựa chọn sắc trời tối dần bóng người bên trong rừng cây nhỏ càng ngày càng ít tôi suy nghĩ sau đó tiền tay bố trí một pháp trận nhỏ ngăn cách mọi thứ tiếp theo tôi thấp giọng triệu hoán âm phong nổi lên tứ phía trong nháy mắt một nhà bốn người thành tượng đồng loạt xuất hiện trước mắt tôi thành lão cả tống đại tỷ, hai người nói cho ta biết hai người đã chết như thế nào vì sao cả nhà các ngươi lại chết oan ai đã gây ra chuyện này tôi ra hiểu cho bọn họ ngồi khoanh chân ở phía trước rồi chậm rãi nói ra nghĩ đi nghĩ lại tôi lại cảm thấy nên giải quyết chuyện của nhà thành tượng trước về phía tử thụ đợi một thời gian nữa tôi sẽ đến bệnh viện hỏi thăm tin tức xem sao hai chuyện này đều có quan hệ nhân quả với tôi tôi không thể trốn được chuyện nào cả mà đã để cho gia đình thành tượng phải chờ quá lâu cũng đã đến lúc tìm hiểu rồi một nhà bốn người nhà thành tượng vui mừng nhìn nhau cuối cùng thì ánh mắt của tâm nhiễm và hai chị em thành quyên nhi đều tập trung trên người thành tượng ý tứ rất rõ ràng để cho người đứng đầu gia đình như hắn ta chính miệng kể lại mọi chuyện cho tôi nghe thành tượng nhớ lại lúc lâu sau mới há miệng kể ra mọi chuyện thời gian quay trở lại một vài năm về trước thành tượng và tống nhiễm mở một quán lầu ở tân thành việc làm ăn của hai người cũng như tốt đẹp thành quân nhi và thành mạc đi học cả nhà cũng xem như là sống yên ổn nhưng đây chỉ là mặt ngoài Thành tượng và Tống Nhiễm còn âm thầm có một thân phận khác, là một đội cướp bóc. Hai người bọn họ duy trì truyền thống cổ xưa, cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Những năm gần đây, càng làm ra nhiều vụ lớn trong mấy tỉnh thành lân cận. Tài vật mà bọn họ cướp về nhiều vô số kể, nhưng đa số bộ phận đều đưa đến tay của những người cần giúp đỡ. Giờ theo những gì bọn họ nói, đây cũng coi như là tích âm đức. Vai trò của tiệm lầu chỉ để che đậy danh tính thực sự của hai vợ chồng này mùa đông năm đó lạnh thốc xương toàn bộ thành phố tân thành bị bao phủ trong băng tuyết rất lạnh xưa nay chưa từng có cuộc sống của mọi người cực kỳ khó khăn không ít nơi đã xảy ra thiên tai ba tháng rồi thành tượng và tông nhiễm không có hành động gì thấy mọi người bị ảnh hưởng như vậy bọn họ lại sinh lòng chắc ẩn lần này bọn họ thương lượng với nhau đem mục tiêu tập trung vào người giàu nhất tân thành tên là Lạc Hoa Long. Tân Thành có bốn nhà siêu giàu, Lạc gia xếp cuối cùng. Nói về tiền tài, Lạc gia kinh doanh bất động sản, một ngày thu về một đấu vàng. Nói về nhân mạch thì, Lạc gia càng có nhiều mối quan hệ. Nói chung, đây mới xứng đáng được xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng thật ra, một gia tộc thế gia không chỉ nhìn vào nhân mạch và tài phú, còn phải nhìn vào lịch sử và bối cảnh cha của Lạc Hoa Long khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập ra tập đoàn tài chính. Đến hắn ta mới là đời thứ hai. Trong mắt cái đại thế gia, chỉ là một nhà giàu mới nổi, không có lịch sử bối cảnh gì cả. Mà kể trong tay có năm bao nhiêu tài phú và nhân mạch thì cũng sẽ bị người khác xem thường. Lạc gia ở vị trí sâu hổ như vậy. Năm xưa, cha của Lạc Hoa Long là một gã lang thang trong xã hội, sau đó làm những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng tích lũy thùng vàng đầu tiên khi đến tuổi trung niên rồi mới thành lập công ty bất động sản lạc Thị. một người đắc đạo gà chó lên ngôi người của nhạo lạc đều phát triển theo đến phiên lạc hoa long đã có nhiều vốn lính trong tay tốc độ tích lũy tiền tài khiến cho người khác phải ngẩng cao đầu mà nhìn lạc gia nổi lên quá nhanh chóng nhưng tố chất của con cháu trong tộc lại không theo kịp sao mà lọt vào mắt của các gia tộc thâm hậu được chứ là Qua Long vô cùng tức giận. Trong vòng mấy năm đã tăng giá trị thị trường của ngành công nghiệp lên gấp mấy lần, nhưng khoảng cách chân chính để mà bước vào trong giới thượng lưu cũng không nhỏ. Thành tượng và tông nhiễm lên một gã khổng lồ như vậy là mục tiêu. Có thể nói là cặp vợ chồng này khá là táo bạo.